Rồi chào anh em buổi tối nha. Mấy ngày này mình lên clip á, cũng có mấy anh vô xem, nó mình xạo thêm làm cái gì. Cái người mà coi người xạo nói chuyện là người có tâm thần á, đã biết người ta xạo mà coi là mình nghĩ cái đầu mình mới tâm thần á, mới coi mấy người xạo nó nói chuyện. Thì với anh em chứ lên đây nói chuyện đây, nói chung là mình muốn đam mê, mình muốn cái gì mình biết mình nói ra cho người nào mà chưa đi trước. Người đi trước á, nói người đi sau nghe thôi. Thì anh em nào chơi được nghe á, tự như trao đổi với nhau, học hỏi thêm kiến thức thôi. Chứ đây mình không có lấy tiền cái gì lên YouTube nữa chứ anh á. Mà đứng vô đây bình luận cho nó đi xạo. Rồi góc 38 nữa, có cái kênh góc 38 á, thì góc 38 có câu á, mình chặn rồi, khỏi vô bình luận. Cái gì tự mình làm lên, mình làm được, anh em sẽ qua xem của mình. Chứ đừng có vô kênh của người ta mà cái đó là ngày kêu qua xem, mình thấy cái đó không có gì mà rồi hay. Nếu mình kênh mình hay, không có cần cái đó, nó thiệt. Đây mình không có sống gì cái kênh YouTube, anh em hiểu cho mình, tại vì không có lấy tiền YouTube. Đó, cái này là mình muốn là đã mình nói từng cái clip mình nói là anh em nào đam mê gà là đều là bạn với nhau. Còn góc 38 á, cầu lại nghỉ nha. Đừng có qua đây mà bấm vô bình luận lum la mất công lắm. Cái kênh mình có, tự mình tạo nên. Hai bàn tay và cái đầu óc mình làm cái kênh YouTube. Nó hay hơn, đừng có qua đây mà bấm vô kêu người này kêu qua xem clip đủ thứ. Người ta hay là sẽ xem. Rồi mới đầu mình đầu đầu tiên mình cũng nói về mấy cái chuyện đó thôi. Rồi bữa nay mình bàn luận những cái vấn đề, mình sẽ bàn luận nha. Đây mình nói gì bàn luận chứ không nói gì hết. Bàn luận về cái con gà thôi. Nói chung là bàn luận về gà vịt rồi cho nó vui đó. Nói chung đam mê gà, nói chuyện với nhau cho nó vui thôi. Mình nói chuyện khùng điên với mình à, mà nhiều người xem. Còn người nào thấy mình khùng thì đừng có xem clip. Mình nói thiệt, cái này nó là chân tình của mình luôn á. Đã biết người ta khùng ta xạo mà đừng có xem. Xem vô bình luận nó là xạo, nó dơ lắm. Thiệt, đã biết ta xạo mà xem mà đọc cái vấn đề. Rồi, bữa nay mình nói về cái vấn đề mà mấy con gà mà anh em hỏi vô bình luận hỏi nhiều lắm, để mình giải đáp, mình nói chuyện chơi coi nó hợp lý không. Thì bữa hổm mình làm cái clip á, mình làm cái clip mình nói về cái vấn đề mà gà niền. Đã mình lên đây mình chia sẻ về cái con gà niền, chứ không có kêu anh em mà niền con gà mà anh em vô bình luận anh em kêu gà thua niền á, bỏ đi niền chi anh. Trời ơi, đã mình không có chơi gà niền, mà là tại vì anh em đã vô đây anh em bình luận nói về con gà niền, thì mình chia sẻ cho anh em lại cách mà cho anh em chơi gà niền thôi. Chứ sự đừng có bình luận mà tào lao cái lắm, cái làm bậy thiệt luôn á. Thích chuyện người ta, đã người ta là bỏ công cho lên đây là chia sẻ cho anh em xem, mà anh em vô nói chuyện mắc cười chứ không xem thì thôi khỏi xem. Nói con gà niền niền chi anh, gà niền chạy bỏ đi. Còn anh kia thì vô nó là con gà niền gặp mấy gà chạy bẻ cổ. Bẻ cổ hết. Thì nó có nhiều vấn đề. Mình sẽ nói về con gà đổ. Vì con gà đổ là nó sao nó bị chạy. Mình hiểu với anh em á, nếu mà dân đổ gà chuyên nghiệp mà đổ gà lúc nào cũng có gà dẹt với gà tốt với anh á. Cũng như cha làm thầy con đúc sách. Đâu khi nào ông đó là thầy giáo mà ba đời con mấy đứa con ra làm thầy giáo hết đâu. Cũng có hai ba thằng nó làm thầy giáo mà có thằng nó quậy. Nhỏ kia nó quậy vậy thôi. Thì mình nói thiệt, con gà nó cũng như vậy anh em đổ. Thì em đắc nhất nhiên mình đổ gà, mình lựa gà trống tốt, máy tốt mình đổ. Đâu có ai muốn mua con gà máy dở, trống dở gì đạp đâu. Thì anh em nên hiểu cho cái người mà đổ gà ra một con gà, mình nói thiệt nha, đổ 10 con gà, một bầy gà được 10 con, 8 con. Nó sẽ sàng lọc lại. Đâu phải con gà anh em thấy hình dáng mặt mày tướng nó vậy, chân cẳng nó vậy, nó đá vậy không có. Nó lủi, nó cừ lộn yếu. Thường thường anh em đổ là gà không cừ lộn là nhiều. Mình nói về cái vấn đề mà đổ gà. Thì con gà trống thì anh em nếu mà anh em muốn đổ á, đừng có để con gà mười mấy cái. Mình nói thiệt, con gà đang phong độ đời đầu, hồi đầu của nó hai ba cái em thấy xuất sắc. Như là hai chiếc sắt là mình thấy nó đang bị cựa hơi nặng gì đó. Mình đổ.
Thì quan trọng nhất là con gà mái và con gà trống. Tại sao? Tại vì con cái đời cái con gà mái mới gấp, con gà mái mà chân đẹp, con gà trống chân đẹp, đá hay, đá lông, đâm, đổ, đảm bảo anh em ra gà con đá chan gà cha, không bao giờ dở. Còn cái lì, đá cựa thì nó gấp gà mẹ nó. Thì nói chung mà gà cha mà và gà cha mà giỏi, giả gà cha cha giỏi giỏi mà mẹ nó còn gì nữa, ai cái hộp vô thì gà mình thứ gì chịu nổi anh em. Tối một phê anh em ơi, nhìn bạn lẫn chơi thì cái đổ gà thì anh em nên nhớ đổ 10 con gà ra nuôi từ nhỏ tới lớn cực lắm mà được có mấy con gà hà, mấy gà hay thôi. Nhưng mà đặc biệt á, mình đổ gà là không lúc nào mà gà mình dở. Nhiều không có nhiều con gà ta đổ ra anh em thấy không, tại sao con gà dẹt, tại sao con gà này bị dẹt, con gà này nó bị cái gì nó dẹt ra. Thì gà dẹt ra không phải là gà dở, tại cái gốc bổn, cái bổn gốc của nó là con gà dữ, nó sẽ không có như ý của mình, nhưng mà chân nó đá thì rất là đâm nhiều. Nhưng mà mình bỏ tiền ra để mình mua mấy con gà nó đá dở. Giờ mình nói cái con gà mà đá đâm, tại sao anh em nói sao con gà bữa hổm đá đâm, cái đầu đá mà đầm quá đầm, bùn gà đá 2-3 cẳng, cái sào đá chất quớt. Đó, mình bàn lại về cái vấn đề con gà đá chất quớt. Anh em nên nhớ thường thường á, mấy con gà nạp á, nó thua mấy con gà canh. Nó ăn gần nạp 3 cái xuất sắc luôn, gặp gà canh á, đứng nó nhìn nhưng mà không có nhảy, nó không có lần lên sao mà đá được. Vừa nạp qua nạp lại gớt xuống rồi đá cái bục chết. Nói sao con gà tôi bữa hổm đá hay quá đâm. Nhìn tụi mình nói tới cái gì cái này đâm. Nhiều con em nói con gà sao bữa hổm đá đâm quá đâm, cái sao sao đá hư cựa quá. Thực ra là mình cũng bị, chứ không ai cũng bị. Cái đầu á, nhiều khi là anh em đem đi á, nó trên cái đài người ta á, với đúng cái thế của nó đá, đúng bến nó đá, đúng bến bờ nó đá. Thì mình nói anh em con gà nó dở chân là phải dính. Nhiều khi con gà nó vô trong nó giỏi, mà nó ở ngoài giống như con gà kia nó nạp lù quá lù, nạp chân dưới. Nạp chân dưới anh em không lần lên là dính, còn gà đá chân trên là anh em không lần, con gà đá kia nó không được. Ha. Thì đó mình nói vấn đề đó cho anh em nghe. Con gà mỗi khi mà con gà đổ ra 10 con gà, nó sẽ có mấy con dở và mấy con hay. Nó sẽ ra được mấy con dở và mấy con hay, và những nó cũng đâm. Tại vì khi nó vô cái hình nó khung xương nó dở, khung xương nó xấu, tai nó mỏng hay là dẹo lườn, hay là con gà nó đá không có đạt chuẩn, đá chân chủ yếu, nhưng mà vô cửa nó vẫn đâm. Tại cái mẻ nó đâm là nó đâm, nhưng mà người ta dẹt ra nó không hiểu ý muốn của mình nói thiệt. Cũng như đâu phải đổ ra lúc nào mình cũng muốn con gà mình nó dở đâu anh em, nó ra con hay con dở. Cũng như cái mẻ nó ra phát xuất phần trăm là 5 con ăn 10 con đi ha, mình nói là 10 con thì 5 con ăn 5 con thua là nói chung là nó cũng chưa đạt. Như 7 con ăn 3 con thua đó là cái trình độ con gà mình, gà mái mình nó dữ quá dữ rồi. Có nhiều gà mái á nên anh em lựa. Mình nói thiệt, mình cũng đi tìm gà mái chứ cái gì mà con gà mái á, anh em mình thấy mua bây giờ nó bắt là dễ, đưa lên mạng bán đùng một sự ra đúng mà gà đổ gà. Cái con gà mái mình em lại mua thì người ta cắt cổ là thịt trên, không ai bán gà mái chứ à, ra như tân thịt. Cũng như đi chơi đá gà như thế chỗ nào mà nó gà đó nó dữ quá, đá xuất sắc mẻ dữ đi kiếm đi lùng đi săn ra tới ngay góc con gà đó vô tao bán hai trống gà mái tân thịt đâu đưa ngoài đâu. Bởi khi mà có một con gà mái rồi đó, mình rất là trân trọng rồi quý nó ra. Nhiều khi có con gà mái mà đẻ ra 10 con nó ăn ở trên luôn, nó mai đậu mức độ hai cái đầu tiên đảm bảo anh em 100% luôn, người ta dám tin tưởng nó bảo kê anh em đá luôn là người ta cái mẻ gà mái người ta giữ cái đó đó, là không người ta bán gà mái. Một khi bán gà mái anh em đâu có lại mua nó đâu, anh có gà có giống mà đổ rồi lấy gì mua cái ta nữa. Còn bây giờ thấy dễ lắm, máy này máy kia máy đủ thứ hết. Thì tất nhiên là cái đó người ta kinh doanh, người ta bán đổ gà ra để chứ người ta sống gì, con gà người ta đổ người ta bán. Ừ, bán chấm bán máy bán đủ thứ hết, bán gà con đủ thứ hết.
Thực sự đúng ra thì con gà mái rất là khó mua. Mình nói thiệt anh em, nó quý lắm, cái con gà trống nó mua nó rất là dễ. Một khi nó đổ ra con gà mà nó lì ha, nó đá cựa ha, mai độ có nhiều cái mẻ gà nó đá tề tề mà nó đá chân cựa, nó không giữ. Mà những con gà mà nhiều cái mẻ gà như cái mẻ gà của mình biết á, của bên bạn mình, cái mẻ gà nó xấu quắc à. Nói chung đổ ra mà thì chứ anh em bán, nhìn lại con gà mới bán 1 triệu anh không mua luôn. Cái mẻ gà 1 triệu đảm bảo anh em không mua con gà trống con gà nào nha, 1 triệu không mua luôn á. Nó ra lông đuôi tướng hình nó xấu quắc à, không đẹp. Nhưng mà gặp cái nó giữ vô tay nó một cục vậy đó, con nào cũng vậy hết. Gà tơ tơ là mình tơ tơ đó ha, ta đặt cọc con 2 triệu hết. Gà mái không bao giờ bán nha, sẽ bán thịt thôi. Đó là cái mẻ gà thì mình biết, nhưng mà mình mua không được. Tại vì người ta mua ta dặn hết trơn rồi. Tại mối mang của người ta từ đó giờ người ta mua lại người ta giao, mà tại vì đá tiền á, đâu có cần gà đẹp. Người ta chơi con gà đá đâm, chân cựa. À, ta chơi gà đá đâm trên cửa là người ta đổ thôi, ta chơi. Thì đó, nãy giờ mình bàn luận về cái vấn đề con gà mà gà đổ. Thì anh em lựa cái con gà mái á, cái con gà mái á, nào nó gốc mà người ta anh em chơi, mình không biết rồi cái mẻ nó bổ nó đâm chém dữ gì đó, thì mình chia ra chơi. Còn giờ thấy gà mái giờ bán là lù trôn, dễ bán, dễ mua. Thì tất nhiên ai cũng đổ gà, thấy rồi gà mái này mới nọ thì mua gì đổ thôi. Mà xin ra biết con gà mái đó, con gà dữ, con gà mái dở người ta. Đâu có ai bán, đâu có ai bán trứng cơm cho người ta là của mình cho anh em đâu. Mà nói thiệt, mỗi khi mà muốn lai tạo ra cái con gà con mà nó đá cửa đó dữ á, đặng cùng anh em á. Bởi anh em nói gà bổn nó sao gà trống nó ra nó chạy không. Tại vì sao chạy, tại vì nhiều khi người ta thả lan. Mình nói nó về nó hơi cái giống người ta là vậy. Thả lan thì nói chung gà nhát, nhiều người cái giống nó mẻ ra thì sao giữ, sao lúc sau nó chất quá. Tại vì ta thả lan cái đầy đầu á, hiện gà nó dữ lắm. Rồi thả ra giết gà trống gà tơ lên nó đạp lung tung bang á, cho nó rồi hơi cái giống gà luôn. Đó thì mình bàn luận gì bữa nay bàn luận những cái mấy con gà đổ thôi, chứ mình không nói gì mấy cái chia sẻ kêu chia sẻ kia, từ từ mình bàn luận ha. Nên mình bàn mình nấu chơi với anh em lên đây chơi, lên YouTube mình đang chơi thôi, chỉ cái cách đổ gà. Bởi anh em hỏi mình gà mái, gà trống gì lum, thì mình nói thiệt với anh em gà mái rất là khó mua, là khó đổ. Tại vì đổ gà không có khi nào mà nó đạt như mong muốn của mình, tính mình đổ gà luôn. Đâu có khi nào mình lấy gà trống dở, mái dở mình đổ đâu. Để sáng mai mình quay gà trống đi, mình quay gà trống gà mái cho anh em coi. Mà nó ra con nó như ý không nữa đó. Đó. Thì nói chung là đổ gà luôn, anh em chơi gà anh em lựa con gà đừng có ăn, đừng có già quá đạp. Thì già quá như là nó đá cũng xuất sắc, nhưng mà mình coi cái con gà mà nó ăn đang phong độ quá mình đạp ra đảm bảo gà trống nó, gà con lớn nó giống cha nó nhiều. Cái lúc đó nó rất là mạnh, nó đổ ra toàn là trống, đảm bảo trống nhiều lắm. Với heo hài tiết nha anh em. Thì có mấy hánh đó, nó vô câu á, thích chứ xem mình lên đây mình chia sẻ, mình nói chuyện với anh em chơi cho vui thôi, chứ thực ra không có cái gì trên. Tại vì đâu có sống gì kênh YouTube đâu, YouTube có trả lương cái tiền như mình đâu, có cho lương cái tiền thì đâu mà kia là sống nhờ YouTube. Bao nhiêu anh em không hiểu, anh em nói này xạo dốc láo đủ thứ, đúng lên đây là nó nói chuyện á, thì nói chung đúng người đam mê mới hiểu mình nói cái gì thôi. Tại sao sống đâu có toàn vẹn đâu. Bây giờ anh em tu đó rồi tôi hành Phật người ta cũng ghét nữa. Ta nói thiệt. Bà nói chung ra thì không có tiền, nó khác, không có tiền nó khác. Như mấy anh lớn mà, mấy anh trẻ lớn vậy, nói chuyện mở mình ra ai cũng phái vậy. Đang nịnh, đang chia rồi mái rồi chia rồi con rồi. Tại mình sống không bao giờ lòn cuối. Mình sống được, không có lòn cuối ai vậy. Cũng như cái lúc nào mình cần anh em giúp đỡ với nhau có, chứ sự gà đừng sống lần cuối với người ta. Đây mình nói với anh em hiểu, không khi dễ ai cho nên đây tâm sự chơi với anh em thôi. Anh em thích thì anh em xem clip của mình, đăng ký của mình, làm cái kênh mình nó mạnh lên thì mình động lực, nó cũng là cái động lực mình chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình ra cho anh em chơi, cho anh em chia sẻ, anh em chỉ chia sẻ với nhau thôi. Bữa nay mình cũng nói tới đây anh em ơi. Này nói chung mình không vui, tại vì con mới tin nhắn đinh bình luận mà không vui.
bữa nào mình vô mình hứng mình làm cái clip cho nó hay xíu ha anh em ha. Chào anh em nha.